Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực Gò Công quê tôi. Hôm nay mình chuẩn bị cho cái món cà phê mà mình kho cà cả nhà. Ở đây mình mua được hai cà phê này cả nhà. Hai cà phê đậm á. Ở đây mình chuẩn bị cho nửa ký cà với ít củ hành tím á, ớt mình cũng băm sẵn hết rồi nè. Ở đây gồm có đường, muối súp và no, nước mắm, nước màu, hành lá. Rồi bây giờ mình kho cá, mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Bây giờ mình cho hành lá vô đây nha các bạn. Mình làm ý hành tím băm nhuyễn á. Rồi mình cho hết vô thau ha. Làm hành nhiều cho nó thơm á các bạn. Này muối, đường, súp và no mình cho vô luôn ha. Nước mắm này mình cũng cho vô luôn để mình vậy cho nó tan ra. Thì cái này mình cũng nêm rồi, xong rồi mình ướp một chút xíu rồi mình sẽ kho, thì mình sẽ nếm theo cái khẩu vị của gia đình mình vậy đó. Thì bây giờ mình ướp sẵn cái này, mình làm sẵn cái này để mình ướp cá các bạn. Đây nước màu mình cho hết vô không? Thì đường, muối với súp và no, nước màu mình cũng cho nó hòa lẫn vậy nè các bạn. Bây giờ mình cho cá lên vô mình ướp ha. Đây cá mình cắt sẵn hết rồi. Thấy con cá phi này, cá phi đầm này các bạn, ngon. Thì mình trộn lên ướp cho nó đều ha. Thì bây giờ mình ướp cá mình để đây, mình ướp có thời gian là mình ướp 10 phút 15 phút. Mình để đây đi ha các bạn. Rồi cho nó thấm đi thì mới kho nó sẽ ngon hơn ha. Bây giờ mình con cà mình đi cắt ha. Cà này mình cũng rửa sạch hết rồi, nhà mình cắt đôi ra. Bắt chảo nóng lên mình cho. Cho ớt vô cho nó ngon cả nhà. Phi có cà, có ớt nó cay cay ăn ngon. Mình có cà mình ăn rau chấm mình cho nước nó sắp sắp vậy ngon cả nhà. Mình nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình mình ha. Vậy là đã xong cái nồi cá kho rồi đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video.